Hôm nay nhà Hoa lại có khách mọi người ạ. Đợt này Sang Chúa được nghỉ hè nên là em gái Hoa chở hai đứa qua đi chơi với Ivy. Biết mấy đứa qua chơi nên là sáng nay Hoa đi chợ mua một ít trái cây với lại mua nguyên liệu để nấu trà bí đao cho mấy chị em cùng uống. Giờ này năm ngoái Hoa thấy là hot trà bí đao dữ lắm nè. Nhưng mà lúc đó thì Hoa chưa có kiếm mua được cái trái bí đao già giống như ở ngoài Bắc nên là chưa nấu thử. Kể ra đây là lần đầu tiên mà Hoa thấy cái trái bí đao già ở ngoài đời luôn á. Bởi vì cái trái này thì chỉ ở ngoài Bắc mới bán thôi, còn ở trong Nam thì Hoa thấy là người ta ăn cái trái bí đao non thôi à. Ngoài bí đao ra thì Hoa còn mua thêm một khúc mía nhỏ chẻ ra để xíu nữa mình nấu nước cho nó thơm với lại lấy cái vị ngọt tự nhiên từ mía. Đây là tất cả những cái nguyên liệu cần chuẩn bị để nấu trà bí đao, Hoa sẽ để ở trên màn hình cho mọi người cùng tham khảo nha. Chuẩn bị xong hết tất cả các nguyên liệu rồi thì Hoa sẽ bỏ vô một cái nồi lớn. Mấy cái nguyên liệu khô này thì mọi người có thể kiếm mua các hiệu thuốc đông y hoặc là các tạp hóa đều có hết nè. Nếu mà không biết định lượng bao nhiêu thì mọi người cứ ra ngoài hiệu thuốc nói là bán cho đủ một lần nấu thì người ta sẽ bán cho mình nha. Với bao nhiêu đầy nguyên liệu thì Hoa sẽ cho vô đây khoảng 4 lít nước và đun trong vòng 40 phút. Đây để Hoa cho mọi người xem nhìn cái nước sâm bí đao nó có màu đẹp mắt chưa nè. Nhưng mà vẫn chưa được đâu nha, mọi người nhớ hầm lâu một chút để cho những cái nguyên liệu này nó tiết ra nước á. Khi trà bí đao đã được nấu đủ thời gian rồi thì Hoa sẽ vớt hết xác của mấy cái nguyên liệu này ra. Sau đó thì tiếp tục lọc qua rây để cho nước trong. Cuối cùng thì Hoa mới cho thêm đường phèn để tạo vị ngọt theo ý muốn. Đợi nguội sau đó thì Hoa mới bảo quản ở trong ngăn mát tủ lạnh để chiều ngủ dậy mấy chị em bác cháu cùng uống cho mát. Thường chị bầu bì sợ chị phải chuẩn bị nên là em gái Hoa dặn Hoa không có phải nấu cơm, mà thay vào đó thì em gái Hoa sẽ mua cơm thịt xá xíu để cho mấy chị em bác cháu cùng ăn. Ngày thường thì bé nào cũng đi học hết trơn á, cuối tuần thì San Chuối về bên nội nên là rất là hiếm khi mà Ivy được chơi với San Chuối. Chỉ có mấy ngày lễ hay là hè thì mấy đứa mới được gặp nhau nên là đứa nào đứa đấy cười nói vui ra mặt luôn à.